Solong Media xin chào tất cả anh em. Nhắc tới tai nghe không dây của nhà Sony Đại Đế thì chắc hẳn anh em sẽ nghĩ ngay đến các lắp sản phẩm lừng danh của hãng như là WH-1000XM3 này, WF-1000XM3, XM4 này, nhưng mà mức giá khá là cao và khó tiếp cận tới phần đông người dùng. Và trong một vài năm trở lại đây, có vẻ rằng là hãng đã nhận ra điều này nên Sony đã đưa ra các mẫu tai nghe True Wireless có mức giá loanh quanh khoảng 2-3 triệu đồng như chiếc WF-C500 hay là chiếc C700N. Và mới đây nhà Đại Đế mới ra mắt thêm một mẫu nữa, Sony WF-C510. Liệu đây là một bản nâng cấp đáng giá từ chiếc C500 hay là một bản cải lùi của chiếc C500 nhỉ? Anh em hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Let's go. Đầu tiên là về phần packaging của C510. Vẫn theo tiêu chí bảo vệ môi trường nên là vỏ hộp đều làm bằng giấy tái chế này. Phụ kiện cũng không có gì nhiều hay là đặc sắc cả. Thậm chí năm nay Sony còn cắt giảm đi cả cáp sạc cơ. Trong hộp thì chúng ta chỉ có đúng hai đôi eartips và sách hướng dẫn sử dụng hết. Khả năng mình nghĩ rằng tầm 2-3 năm sau thì nếu mà anh em mua tai nghe ấy, thì chắc phải ra tận nhà máy mua về đấy. Bởi vì đến lúc đấy thì đến cái hộp cũng không còn nữa rồi. Hoặc là con C510 này thuộc phân khúc giá rẻ nên là Sony đã cắt giảm phụ kiện. Không biết phụ kiện chiếc WF-1000XM6 sắp tới ra mắt thì sẽ thế nào, mong là nó sẽ đầy đủ. Tiếp theo thì chúng ta sẽ nói về thiết kế của con này. C510 có một kích thước khá nhỏ gọn này. Đốc sạc làm bằng chất liệu nhựa tái chế này, trọng lượng rất là nhẹ. Cảm giác sờ nó hơi sần sần nên cầm khá là bám tay luôn. Bản lề cũng rất là chắc chắn, mình cố tình hất mạnh mà cũng không bị sập đâu. Cái chất liệu và độ hoàn thiện của con này nó sẽ khá là tương đồng với chiếc WF-C700N nhé. Mà thiết kế con C510 này lần đầu mình nhìn vào thì đã thấy rất là giống so với chiếc Earphone Free Pro 3. Anh em có thể nhìn thấy từ kích cỡ này, kiểu dáng và vị trí của đèn LED và logo gần như là y hệt nhau luôn. Housing của C510 giống như là một phiên bản góc cạnh hơn này, cầm bám tay hơn và fit tay hơn là chiếc C500. Và mình cầm con C500 hồi trước ấy, mình thấy rất là trơn và dễ bị rơi. Bởi vì là kiểu độ dày housing của nó khá là mỏng, cộng thêm được bo tròn xung quanh trên thân tai nghe nữa. Trên chiếc C510 này đã được cải thiện rồi nhá. Housing được phát cạnh nên là anh em có điểm bám để cầm. Ống nuzzle của con này sẽ dài mức vừa đủ, mình đeo cảm thấy ổn, không quá bị bít tai như là Gabatex Z3 đâu. Sau đó mình đeo hầu như mình không nghe thấy nhiều tiếng nhạc bởi vì ống nuzzle quá là dài, khiến bị bịt kín tai luôn ấy. Còn con này mình thấy đeo cũng khá là ổn, fit tai và cũng rất là nhỏ gọn, không bị lồi ra ngoài quá nhiều. Tiếp theo là về tính năng của C510. Trước tiên đây là một con tai nghe thuộc phân khúc giá rẻ của Sony, nên những tính năng em nó đem lại cũng không quá là cao siêu hay là kiểu đẳng cấp pro đâu. Nó dừng ở mức vừa đủ dùng và nhu cầu cơ bản mà thôi. Với Bluetooth 5.3 kèm codec hỗ trợ SBC AAC này, có Google Fastpair này, tích hợp công nghệ tăng cường âm thanh kỹ thuật số DSEE. Tính năng này mình thấy cũng khá là mơ hồ. Các bản tại mình cũng không có điện thoại hay các dòng máy nghe nhạc đến từ nhà Sony để test cho chuẩn xác ấy. Nhưng khi mình bật cái DSEE này trên con điện thoại iPhone 14 của mình đang dùng thì mình chẳng thấy khác gì cả, ngoại trừ việc tốn pin mà thôi. Có xuyên âm này nhưng không có chống nguồn ANC đâu nhá. Anh em phải chống nguồn bằng cách thủ công mà thôi, tăng âm lượng lên nhá. Kháng nước IPX4 này cũng đủ dùng với nhu cầu thể thao mưa nhẹ nhẹ thôi. À, con này có cả kết nối đa điểm nữa nhá. Tuy nhiên sẽ phải set các thiết bị kết nối trong app rồi mới dùng được mượt mà nhá. Về thời lượng pin của con này nếu tính chỉ riêng tai nghe thì rất trâu bò luôn rồi. 11 giờ cho một lần sạc cực kỳ là trâu luôn nhá. Nhưng đốc sạc của em này thì sẽ chỉ sạc được một lần nữa cho con tai nghe mà thôi. Tức là nếu tính tổng thời lượng pin của con này sẽ rơi vào khoảng 18-19 tiếng. Đấy là mình tính theo thời lượng thực tế nhá, theo trải nghiệm của mình ấy. Vì nó còn phụ thuộc vào âm lượng này, với các chế độ mà anh em đang set nữa cơ. Với mức pin này thì mình thấy cũng đủ dùng thôi, không quá tốt và cũng không quá tệ. Nhưng đối với một đứa lười sạc pin như mình ấy, thì nếu đốc sạc cho con này khoảng 2-3 lần nữa là ngon luôn. Bù lại thì C510 có hỗ trợ sạc nhanh này, cắm 5 phút là nghe được 1 giờ rồi. Về kết nối con này thì mình cũng không có gì phàn nàn hay là gặp trục trặc gì trong thời gian trải nghiệm và sử dụng. Với Bluetooth 5.3 hỗ trợ codec cơ bản như là AAC, SBC thì cũng khá ổn định rồi. Mình để điện thoại trên bàn và đi ra khoảng 30m thì cũng không có hiện tượng bị chập chờn hay là bị khựng đâu. Kết nối đa điểm cũng thế, chuyển đổi cũng khá là mượt. Con này cũng hỗ trợ Fastpair với các thiết bị Android nên kết nối cũng khá nhanh chóng. Tiếp theo là về xuyên âm của C510. Có vẻ mình cảm thấy nó vẫn hơi bị đục, chưa được trong trẻo và rõ ràng như chiếc C700N được. Bởi vì cũng dễ hiểu thôi mà, còn là phân khúc giá rẻ rồi. Mặc dù mình đã kéo cái mức xuyên âm ở trong app lên tối đa là 20, nhưng mà cảm giác nó vẫn hơi bí. Nếu anh em muốn nghe giọng người nói thì nên bật thêm cái chế độ Voice Pass Through lên nhé. Bởi vì khi đó thì giọng người đối diện nghe rõ hơn khá là nhiều. Còn để mặc định thì nghe không được tự nhiên lắm đâu, khá là khó nghe đấy. Còn về app của C510 thì cũng sẽ sử dụng chung cái app đó chính là Sony Headphones. Mình thì hồi trước cũng từng là fanboy của Sony nên là cái giao diện và tính năng cũng đã quá quen thuộc rồi.
Đối với người mới sử dụng thì mình đánh giá cái app này thì nó cũng rất là trực quan, dễ dùng này, tùy chỉnh được nhiều tính năng này. Anh em có thể check phiên bản phần mềm và update firmware, set các thiết bị kết nối đa điểm này, tùy biến EQ cũng như là điều khiển tai và quick access cho phép truy cập nhanh vào Spotify. Mà nhắc đến vụ firmware thì các dòng tai nghe không dây của Sony ấy, đặc biệt là dòng True Wireless, mình khuyên anh em hạn chế update firmware và tắt cái tự động cập nhật phần mềm đi nhé. Và vẫn như mọi khi thì mình sẽ test mic của chiếc Sony WF-C510 này nhé, ở hai điều kiện môi trường văn phòng cũng như là ngoài trời. Salon Media xin chào tất cả anh em nhé. Hiện tại thì mình đang test mic của chiếc Sony WF-C510 tại điều kiện môi trường mà chính là ngồi trong văn phòng, chỉ có tính điều hòa thôi, khá là yên tĩnh luôn. Và anh em hãy đánh giá giúp mình cái chất lượng đàm thoại của con này bằng cách để lại một bình luận bên dưới giúp mình nhé. Cảm ơn anh em. Salon Media xin chào tất cả anh em nhé. Hiện tại mình đang test mic của chiếc C510 Sony WF-C510 và điều kiện môi trường thì đang test được tính là ngoài trời. Mình đang đứng tại phố ở trung viện của thủ đô, nên là có khá nhiều xe chạy qua lại và các sản phẩm quanh rất là nhiều tiếng vòi xe, tiếng xe đi qua lại luôn. Thì không biết như thế nào, nhưng có thể là bình luận bên dưới mình nhé. Cảm ơn anh em. Và sau khi thẩm qua chất âm của C510 thì mình sẽ tóm gọn lại cái chất âm này trong một câu thôi: nhiều bass và toàn là bass. Bởi vì trong tầm giá chưa tới 2 triệu đồng mà lại còn là Sony nữa thì anh em chỉ có bass thôi chứ không có tap đâu nhá. Con này thì có một màu âm khá là tối này. Gu của mình thì sẽ thiên nghe trong trẻo, màu âm sáng và tách bạch, nên những anh em nào có gu giống mình thì sẽ khá thất vọng về con C510 này ấy. Cái kiểu âm này nó khiến mình liên tưởng tới những dòng sản phẩm extra bass của Sony. Đầu tiên là về giải bass của con này, mình thấy nó có một giải trầm đánh cực căng luôn, nhiều lượng nhưng độ kiểm soát khá là kém và độ nảy không được tốt, nên chất bass của con này chưa được chắc và tơi đâu. Nó hơi bị lùng bùng và sẽ bị lấn sang low mid khá nhiều luôn ấy. Anh em nghe thử bài Bad Romance của Lady Gaga thì sẽ thấy rõ giải bass đánh rất là căng nhưng độ kiểm soát không được tốt, nên vocal của Lady Gaga rất là mờ nhạt và lùn hơn hẳn so với nhạc luôn. Bass của con này thì mình thấy còn nhiều lượng hơn cả chiếc C700N và C500 cơ. Mid của C510 do bị lấn khá nhiều bởi giải bass nên cũng khá là tối và chưa chạm đến cảm xúc của mình đâu. Cảm giác giọng của Bruno Mars như kiểu bị đang nghẹt mũi ở trong bài Uptown Funk. Nên là những vocal nam nào có tông cao, ví dụ như là Bruno Mars hay là Adam Levine này, thì sẽ không phù hợp đâu nhá. Em này nghe vocal tông trầm thì sẽ ổn hơn như bài Your Man của Josh Turner. Giọng của Josh khá là cảm xúc và nổi bật hơn hẳn luôn. Treble của C510 có lẽ là điểm mờ nhạt nhất trong chất âm của con này. Mình thấy cái giải cao này nó cũng không có gì đặc biệt cả. Nó hơi bị đục và chưa được chi tiết đâu. Nên chất âm của con này sẽ làm vocal nữ mất đi cái chất giọng riêng vốn có của ca sĩ, ví dụ như là ca sĩ Ariana Grande này hay là Toni Braxton. Và có lẽ anh em cũng biết rằng là vocal của Ariana thì khá là mỏng và sáng đúng không? Nên là khi mình nghe cái bài intro End of the World ấy, thì gần như mình cảm giác rằng giọng của Ari rất là khác và không được chính xác. Vocal gần như đứng đằng sau cùng nhạc cụ và giống như kiểu Ari vừa phải hát vừa phải đeo tận 3 lớp khẩu trang vậy. Về không gian của con này thì cũng khá là bí, không được thoáng đãng và vị trí của các nhạc cụ dừng ở mức tạm ổn thôi. Chiều cao cũng khá là kém và giọng của ca sĩ gần như bị lùi rất xa so với nhạc. Mình nghe bài Careless Whisper của George Michael thì tiếng saxophone chưa được rõ ràng và giọng của Michael thì rất là xa với mình nên cảm giác không thực sự được sướng đâu. Ở số video trước thì mình đã review con Soundbeats Capsule 3 Pro Plus. Mức giá của con đó thì cũng chỉ nhỉnh hơn con C510 này khoảng 10.000 đồng thôi. Nhưng chất âm của con đó theo cá nhân mình là theo khu âm thanh của mình thôi nhé. Màu âm của Capsule 3 Pro Plus sẽ hợp với mình hơn. Nó toàn diện hơn, nịnh tai hơn và nghe được nhiều thể loại nhạc hơn. Nhưng mà trong tầm giá này thì sẽ C510 sẽ hơi bị lép vế về chất lượng âm thanh đấy. Nhưng mà nói cho cùng thì về màu âm này nó cũng sẽ phù hợp với những anh em chuyên nhạc mạnh này, nhạc sôi động giống như là EDM, Remix, Deep House, Dance, Hip Hop thôi. Còn các thể loại khác thì thôi nhá, anh em đừng mong đợi nhiều trong tầm giá này. Cuối cùng tổng kết thì Sony WF-C510 này nó sẽ dành cho những ai và sẽ phù hợp với ai? Đầu tiên thì chắc chắn phù hợp nhất đối với giới trẻ rồi, bởi vì mức giá rẻ này, dễ tiếp cận với phần đông người dùng. Cần một con tai nghe có chức năng cơ bản, cảm giác đeo fit tai và thiết kế nhỏ gọn. Nhu cầu thì cũng ở mức đủ dùng và đặc biệt phải có tên tuổi, thương hiệu lớn. Đó là cái mấu chốt của cái con Sony C510 này.
Và hơn nữa con này cũng khá phù hợp với anh em chơi thể thao, chạy bộ hay là tập gym đấy. Bởi vì màu âm tối nhiều bass nên là nghe nhạc mạnh để tập luyện thì cực kỳ là ok luôn. Và hiện tại con Sony WFC510 này đang được chờ mở bán chính thức tại Song Long Media với mức giá chỉ chưa tới 2 củ khoai thôi. Anh em có thể pre-order em nó tại Song Long Media nhé. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em.